kiếm thêm 110 triệu đồng tháng một cách đơn giản, cách kiếm tiền hiệu quả mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Khi giá cả tiếp tục leo thang cùng tình trạng sa thải hàng loạt, rất nhiều người trẻ phải loay hoay tìm cách gia tăng thu nhập và một số người đã tìm đến cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả đó chính là cho thuê những món đồ bản thân đang sở hữu. Tuy nhiên, trước khi cho thuê các món đồ, hãy đọc hướng dẫn và cân nhắc xem bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu đồ đạc của mình bị hư hỏng, đặc biệt nếu chúng có giá trị tinh thần ngoài ra hãy đưa ra những ghi chú về việc khách hàng sẽ phải hoàn trả cho bạn bao nhiêu tiền nếu các sản phẩm bị hỏng cho thuê quần áo sau khi thuê một bộ trang phục thông qua một trang web cho thuê Lydia Ipan 35 tuổi đã được truyền cảm hứng để kiếm thêm tiền từ tủ quần áo của mình cô đã đăng tải hình ảnh các sản phẩm từ túi sách váy cho đến giày dép và khăn choàng hiện tại Lydia Ipan kiếm được trung bình từ 250 đến 300 bảng tháng 7 đến 8,5 triệu đồng thông qua dịch vụ này đó là một số tiền khá khá những bộ quần áo nằm sâu trong tủ quần áo cuối cùng đã giúp tôi kiếm tiền. Cô dùng số tiền này như là một cách để tự thưởng bản thân. Tôi thích dùng số tiền kiếm được từ cho thuê để mua chiếc túi hay đôi giày đẹp. Những sản phẩm trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đầu tư vào. Tuy nhiên, bây giờ tôi có thể tự thưởng bản thân đồng thời kiếm tiền nhờ cho thuê lại những món đồ đó. Theo Lydia Ipan, ngành công nghiệp cho thuê phát triển sẽ có lợi đến môi trường. Tiết kiệm, tái sử dụng mà vẫn có thể mặc đẹp mỗi ngày là những lợi ích mà đi thuê trang phục đưa lại. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng hãy đặt giới hạn với số lượng sản phẩm cho thuê cũng như cẩn thận kiểm tra quần áo sau khi nhận lại. Tôi đã nhận được một món đồ bị hư hỏng do một số người không biết cách chăm sóc quần áo với chất liệu đắt tiền. Cho thuê thiết bị chuyên nghiệp Là người sáng lập một công ty kỹ thuật số, Mustafa Okok đã cho thuê thiết bị máy ảnh và máy quay phim và kiếm được 4.000 bảng anh tháng, hơn 110 triệu đồng. Mức giá cho thuê tùy thuộc vào các thiết bị khác nhau, trong đó 10 bảng Anh cho ống kính máy ảnh và 120 bảng Anh cho máy quay phim. Mặc dù thu nhập chính vẫn từ công ty riêng, Mustafa Âu Cốc chia sẻ rằng số tiền kiếm được dù không cần nhấc một ngón tay này đã có tác động tích cực đến sự nghiệp của anh. Bây giờ tôi có thể sử dụng khả năng sáng tạo của mình nhiều hơn. Tôi có thể sử dụng thời gian và sự sáng tạo của mình cho những điều lớn lao hơn. Đồng thời, tôi có quyền lựa chọn khách hàng của mình nên không cần phải nói đồng ý với tất cả mọi người. Muttafa âu cóc gặp được những người làm trong ngành sáng tạo khác chẳng hạn như nhiếp ảnh ra quay phim và đã có những trao đổi thú vị đôi khi chúng tôi thậm chí còn làm việc cùng nhau đó là những cánh cửa mở ra cho tôi những mối quan hệ đáng giá tuy nhiên Muttafa âu cóc cho rằng trở ngại khi cho thuê các thiết bị đắt tiền như việc quyết định giới hạn số giờ cho thuê tôi giới hạn thời gian mọi người có thể lấy và trả hàng hóa để có thể tập trung vào công việc của mình cho thuê đồ gia dụng Victoria Davidson đã bắt đầu nghĩ về việc cho thuê những thứ trong chính ngôi nhà của mình khi tìm thấy trang web khuyến khích mọi người thuê đồ để bảo vệ môi trường cũng như túi tiền của chính mình. Có những món đồ đã nằm im lìm trong căn nhà một khoảng thời gian rất lâu, chẳng hạn như máy giặt thảm mà cô đã mua ở chợ đồ cũ với giá 80 bảng Anh. Cô ấy cho thuê nó với giá 10 bảng Anh trong khoảng thời gian 24 giờ và kiếm được 8 bảng Anh sau khi đã trả những chi phí cho trang web cho đến thời điểm nhận lời phỏng vấn, cô đã kiếm được 220 bảng Anh từ việc cho thuê món đồ này. Victoria Davidson cũng đã cho thuê một chiếc ô tô điện và lều cho trẻ em. Tôi đang trong thời gian nghỉ thai sản, vì vậy số tiền kiếm được đã giúp đỡ rất nhiều trong tài chính gia đình. Khi tôi quay lại làm việc, chúng tôi sẽ gửi số tiền kiếm thêm vào tài khoản tiết kiệm cho con cái. Theo The Guardian